Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm giáo xứ Anh giáo tại thành Roma. Mỗi ngày có 1.000 trẻ em chết vì sử dụng nước ô nhiễm. Tin tưởng vào Chúa không có nghĩa Ngài giải quyết các vấn đề của ta cách kỳ diệu. Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm giáo xứ Anh giáo tại thành Roma. Đức Thánh Cha Francisco trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm một giáo xứ Anh giáo trong nội thành Roma. Ngài và một giám mục Anh giáo đã cầu nguyện cùng nhau trong nhà thờ các thánh nằm tại trung tâm thành phố Roma vào trưa Chủ nhật hôm qua. Đức giám mục Ines đã chào đón vị lãnh đạo giáo hội Công giáo Roma bằng việc ca tụng những công tác kêu gọi sự liên đới với người di dân và tị nạn. Anh giáo đã ly khai khỏi Công giáo năm 1534 khi vua Henry đệ tám của Anh đã bị giáo hội từ chối hủy bỏ hôn ước của ông để lấy vợ mới. Đức Francisco trong bài giảng thuyết ở thánh đường của Anh giáo đã thừa nhận rằng Anh giáo và Công giáo đã có cái nhìn ngờ vực và thù hằn nhau trong quá khứ nhiều thế kỷ. Suốt chuyến viếng thăm, Ngài đã lên tiếng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Công giáo và Anh giáo hiện nay và nói rằng đó là con đường để tiến tới việc hiệp thông trọn vẹn. Đức khiêm nhường sẽ là điểm khởi sự. Nhắc đến Thánh Phaolô, khi Ngài truyền giáo cho các tín hữu thành Corinto, Đức Francisco nói, Thánh nhân cũng đã phải vật lộn với một thực tế rằng sự tương quan giữa các nhóm cộng đồng không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Và dù thế nào đi nữa, thì Ngài vẫn phải thực hiện nhiệm vụ loan báo tin mừng. Vậy Thánh Phaolô đã bắt đầu ở đâu? Với lòng khiêm tốn, Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô đã nhìn nhận mình là tôi tớ để công bố không phải về chính mình mà về Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đức Thánh Cha nói, để trở nên khiêm tốn, nghĩa là bỏ đi những chú ý vào bản thân mà nhận ra ta thuộc về Thiên Chúa như một kẻ ăn xin lòng thương xót. Và đó là khởi điểm để Chúa thực hiện công trình của Người. Đức Thánh Cha cũng đã khích lệ niềm tin của hai bên để từ đây hai bên luôn được tự do khỏi những thành kiến trong quá khứ. Ngài đã nói trước đám đông tín hữu của Anh giáo và Công giáo trong chuyến viếng thăm giáo xứ các thánh của Anh giáo hôm 26 tháng 2 cũng là dịp kỷ niệm 200 năm thành lập của cộng đoàn giáo xứ này ở trung tâm của thành phố vĩnh cửu Roma. Đức Francisco đã ban phép lành và hiến tặng icon của Thánh Savio nhân dịp mừng kỷ niệm thành lập của giáo xứ này. Chuyến viếng thăm cũng đã đánh dấu Ngài là vị giáo hoàng La Mã đầu tiên đặt chân đến một giáo xứ của Anh giáo trong chính giáo phận mà Ngài được coi là giám mục. Mỗi ngày có 1.000 trẻ em chết vì sử dụng nước ô nhiễm. Mỗi ngày có 1.000 trẻ em chết vì các bệnh liên quan đến nước và hàng triệu người đang phải dùng nước ô nhiễm. Đó là số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc vừa cho biết tại buổi hội thảo diễn ra tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 2 năm 2017 với chủ đề Quyền được có nước sạch. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng chúng ta không thể dừng dưng trước thảm trạng như thế. Đó là một sự thật đáng nghiêm trọng. Chúng ta phải ngăn chặn và thay đổi tình trạng này. Dù chưa phải là quá muộn, nhưng phải thật khẩn cấp thực hiện để mang đến giá trị thiết yếu là có được nguồn nước sạch vì lợi ích của nhân loại. Tất cả mọi người đều có quyền có được nguồn nước uống an toàn vì đó là một quyền con người cơ bản. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quyền có nước sạch là điều cần thiết cho sự sống còn của con người và quyết định cho thế hệ tương lai của nhân loại. Cần phải giáo dục cho thế hệ tương lai về tính nghiêm trọng của tình trạng thiếu nước sạch. Đó là đòi buộc của lương tâm chúng ta và cần phải thực hiện. Đức Thánh Cha nói thêm, tôn trọng nguồn nước là điều kiện cho việc thực hiện các quyền cơ bản khác của con người. Ngài nói, nếu chúng ta xem xét quyền cơ bản này, chúng ta sẽ đặt nền móng cho việc bảo vệ các quyền lợi cơ bản khác. Nhưng nếu ta bỏ qua quyền cơ bản này, thì làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ các quyền khác? Ngài cũng kêu gọi các chuyên viên tham dự hội nghị và tất cả những người có liên quan cùng hiệp nhất để có chung tiếng nói trong việc bảo vệ nguồn nước sạch. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, không bỏ rơi chúng ta trong nỗ lực tạo một nguồn nước sạch cho tất cả mọi người.
được uống, Đức Thánh Cha nói. Tin tưởng vào Chúa không có nghĩa Ngài giải quyết các vấn đề của ta cách kỳ diệu. Trong bài huấn dụ trước lúc đọc kinh truyền tin vào chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã triển khai những ý tưởng rút ra từ đoạn sách Tin Mừng trong ngày, nói đến việc Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng lo lắng về ngày mai. Đức Thánh Cha nói rằng, trên tất cả mọi sự đó là tình yêu của Người Cha, hằng yêu thương con cái của mình và không bao giờ Ngài quên chúng ta. Đức Francisco nhắc lại cho các tín hữu và các du khách hành hương hiện diện rằng, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng chăm sóc tất cả mọi thụ tạo, luôn được sinh sống. Tin tưởng vào Thiên Chúa không có nghĩa là sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của chúng ta cách kỳ diệu, nhưng tin tưởng giúp chúng ta đối mặt với chúng bằng tâm tình đúng đắn. Ngài nói thêm rằng, Thiên Chúa không phải là một bản vị xa vắng và vô danh. Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta, là suối nguồn thanh thản của chúng ta và là sự bình an của chúng ta. Khi chúng ta xa rời tình yêu của Thiên Chúa, khi chúng ta đi tìm kiếm một cách ám ảnh nơi của cải và giàu sang trần gian, và chúng ta đã để một tình yêu thái quá đối với các thực tại này. Trong khi Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng cách tìm kiếm vất vả này là ảo tưởng và là lý do của sự bất hạnh. Trích dẫn từ Kinh Thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được, hoặc là Chúa, hoặc là các thần tượng hấp dẫn như là ảo tưởng. Những lựa chọn này sẽ ảnh hưởng trên cử chỉ, chương trình và dấn thân của chúng ta. Lựa chọn con đường của Thiên Chúa có thể không cho kết quả ngay, nhưng đó là con đường cùng đích, dẫn ta đến thành toàn và hiện thực hóa các kế hoạch của chúng ta, Đức Thánh Cha nói. Sentirlo Padre.